Bài số 2 của tiếng Anh lớp 5 tập 1. Và bài số 2 ngày hôm nay chúng ta có tựa đề là I always get up early. How about you? Có nghĩa là tôi luôn luôn get up, thức dậy early, sớm. Tôi luôn luôn thức dậy sớm. How about you? Còn bạn thì sao? Và chúng ta nhìn vào tựa đề của bài số 2, chúng ta đã biết là trong bài số 2 này chúng ta sẽ nói về thói quen hàng ngày của một người như thế nào. Thì chúng ta sẽ qua bài đầu tiên, lesson number 1. Trong cái lesson number 1 này thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu là What do you do? Ok, là bạn làm gì? ... Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bức hình số 1 này. Chúng ta hãy xem coi là trong cái bức hình này nó có cái gì. Trong cái bức hình này, cái bạn mà mặc áo vàng đấy, bạn tên gì vậy? Who's this? So his name is Quân. Thì nói chung thì trong cái sách thì nó vẽ nhiều hình nó giống giống nhau, thì đôi khi các em chúng ta không có thấy được rõ đúng không? Yes, this is Quân. What's he doing? Quân đang làm gì vậy các em? Quân đang nói chuyện với ai đó trên mạng đúng không? He's talking with someone online. Quân đang nói chuyện với ai trên mạng đúng không? Quân đang nói chuyện với một bạn. Okay, so đang video call đó không? Đúng không? Các em có bao giờ gọi video call với bạn không? Video call bây giờ chúng ta gọi qua Zalo, chúng ta gọi qua Facebook, chúng ta gọi rất là thường xuyên, chúng ta thấy mặt nhau để chúng ta nói chuyện. Đó. Và hai bạn nhỏ này, bạn Quân đang nói chuyện với các bạn tóc vàng trong cái màn hình là Tom. Quân và Tom đang nói chuyện với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nghe xem là Quân và Tom Quân và Tom nói cái gì nha. Và bây giờ cô mời cả lớp chúng ta cùng nghe cái cuộc nói chuyện của hai bạn nhỏ này. Page 12, Unit 2. I always get up early. How about you? Lesson 1, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hi, Quan. You're up early. Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you? B. Me too. I get up early. And I always have a big breakfast before I go to school. Good idea. C. What do you do in the afternoon? After school, I usually do my homework. D. So do I. And I often talk with friends online. I can see that. Yes. Ok các em ơi, cho cô biết là chúng ta có cái từ nào mới hay không? Hi Quân, you're up early. Chào Quân. Up, có nghĩa là thức dậy. You're up early. Oh, bạn up sớm vậy đó hả? Bạn thức sớm vậy đó hả? Mở cái máy lên thì bạn Tom thấy bạn Quân lên mạng rồi. Oh, you're up early. Rồi bạn Quân mới thấy bạn Tom, Quân mới nói Hi Tom, yes, I always get up early. Oh, đúng rồi, tôi luôn luôn thức dậy sớm. Chúng ta có always là luôn luôn. Một lát nữa chúng ta sẽ dạy cho cô sẽ dạy cho chúng ta đọc, các bạn an tâm nha. How about you? Còn bạn thì sao? Yes, đó là bức hình A. B. Thì Tom mới nói, me too, I get up early. And I always have a big breakfast before I go to school. Me too. Tôi cũng vậy nữa. Tom nói, tôi thức dậy sớm và tôi luôn luôn have a big breakfast. Có một cái bữa điểm tâm sáng lớn. Breakfast là điểm tâm have và lúc này là eat, là ăn đó các em. Before I go to school, trước khi tôi đi học thì tôi đều ăn một cái bữa điểm tâm rất là lớn, ăn nhiều á. Oh, good idea. Okay, một cái ý kiến hay đấy. Okay, yes. So C. Rồi Tom mới hỏi là What do you do in the afternoon? Quân ơi, vào buổi trưa thì Quân làm gì? Và Quân mới nói After school,
I usually do my homework. After school là gì? After school là sau cái trường, là sau giờ học. Mà after school có nghĩa là buổi trưa đó, sau giờ học đó. Thì I usually do my homework. Thì tôi thường làm bài tập về nhà. Ở đây các em chắc các em đã biết về cái từ homework rồi đúng không? Yes. Homework là bài tập về nhà. I usually do my homework. Yes. Và đi, so do I. À, đây là cái cách dùng cái câu hỏi đuôi. Chúng ta hãy để qua một bên đi, đừng phân tích nhiều. So do I là me too, tôi cũng vậy. And I often talk with friends. Và tôi thường, often là cũng thường, nhưng nó nhẹ hơn cái từ usually. Một lát nữa cô sẽ giải thích sâu hơn cho các em nha. And I often talk with friends online. Và tôi thường talk with friends, nói chuyện với bạn. Online là trạng từ chỉ là trên mạng. Talk with friends online. Từ online này đến cuối. Yes. Right. I can see that. Woman I... Oh, tôi có thể thấy được điều đó. Ha ha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn này nói, cái bạn Tom này nhiều chuyện nè, mở máy lên là thấy ở trên mạng rồi. Thì nói, ô tôi thường nói chuyện với bạn trên mạng. Oh, I can see that. Tôi có thể thấy được điều đó. Ha ha. Ý nói là chọc nhau là nói chuyện, gọi là nhiều chuyện đó. Ok. Hơi hơi như vậy. Alright. Very good everyone. Và trong cái đoạn này chúng ta vừa nghe thì chúng ta có thấy cái mẫu câu gì các em? Chúng ta có thấy cái mẫu câu gì mà bạn Tom hỏi bạn Quân về cái thói quen hàng ngày? Chúng ta có mẫu câu gì? Chúng ta có 30 giây để chúng ta comment vào cái hộp bình luận giùm cô. Cái mẫu câu gì dùng để hỏi về cái thói quen của một người mà chúng ta vừa nghe trong cái đoạn này các em nha? Đúng rồi, cái mẫu câu mà chúng ta thấy ở đây đó là cái mẫu câu What do you do ở bức hình C. What do you do? Và phía sau đó chúng ta sẽ dùng thời gian. Ví dụ như vào buổi sáng thì chúng ta sẽ có cụm thời gian là in the morning. Chúng ta hỏi bạn thường làm cái gì vào buổi sáng. What là gì? Do you do? Do là trợ động từ thứ nhất. Do thứ hai đó là động từ làm. What do you do in the morning? Bạn thường làm gì vào buổi sáng? Yes. Ok, và tương tự buổi trưa thì chúng ta có là What do you do in the afternoon? Và buổi tối thì chúng ta có What do you do in the evening? Và các em ơi, lớp 5 rồi mà không biết cái này là không được nha. What do you do là thì gì vậy? Thì gì? Có ai cho cô biết không? What do you do là thì hiện tại đơn. Nên thành ra lúc nào chúng ta mới sử dụng trợ động từ do đi với you. Do chỗ này là động từ chính là làm nha. What do you do? Hiện tại đơn. Đặt câu hỏi để hỏi xin thông tin về sự thật. Bây giờ tôi muốn biết về sự thật này. Tôi muốn biết buổi sáng làm gì vậy, buổi trưa làm gì vậy, buổi tối làm gì vậy, sự thật. Thì chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Câu hỏi What do you do là câu hỏi ở thì hiện tại đơn. Trong lớp 4 dạy kỹ lắm luôn. Trong lớp 3 cũng có hiện tại đơn nữa. Hiện tại đơn là cái thì dùng để hỏi, cung cấp thông tin về cái sự thật, hoặc là những cái thông tin nhìn chung nó là đúng, như là thói quen chẳng hạn. Cái gì đó chúng ta lặp đi lặp lại là sự thật. Ngày nào chúng ta còn sống thì cái ngày đó nó vẫn là cái sự thật. Thì là thì hiện tại đơn. Yes. Chúng ta có mẫu câu What do you do? Bây giờ để làm cho các em có thể hiểu hơn về cách sử dụng mẫu câu này thì chúng ta hãy thực hành practice speaking. Chúng ta hãy thực hành nói nha. Right. Chúng ta nhìn vào mục số 2 point and say, chỉ vào và nói. Và trước khi chỉ vào và nói thì cô sẽ phải hướng dẫn cho chúng ta một số cái từ vựng mới ở cái bức hình bên tay phải của chúng ta đây. Có 4 bức hình A, B, C và D, right? Và 4 bức hình này đều ở thời gian khác nhau và hoạt động khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhìn vào bức hình A nha. Right. Alright everyone, chúng ta có morning là gì? Vào buổi sáng. Morning là buổi sáng. Đúng không? Chúng ta cùng đọc với cô nè. Morning. Yes, đúng rồi. Right. Ở đây chúng ta có buổi trưa thì chúng ta có afternoon. Yes. Và chúng ta có buổi tối là evening. Yes. Very good, right?
Morning, afternoon, 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 afternoon. Evening, evening. Ba từ này chúng ta học rồi, không có phân tích nhiều nữa. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem coi là có những cái từ always, usually, often, sometimes là gì. Bây giờ cô sẽ giải thích nè. Quý phụ huynh chúng ta cũng có thể xem để có gì hướng dẫn cho con em mình nha. Always, usually, often, sometimes. Chúng ta sử dụng khi chúng ta nói về thói quen. Trong tiếng Anh thì gọi là trạng từ chỉ tần suất, adverbs of frequency, right? Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa và cách phát âm của những trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường này để nói về thói quen như thế nào. Và cô xin mời chúng ta hãy nhìn vào cái bảng ở trên đây. Chữ thì nó hơi mờ một chút xíu và chúng ta có thể thấy được là đây là cái mức độ. Chúng ta thấy cái ví dụ ở đây. Nó xuất hiện cái từ đó là never. Ok. Sometimes, often, usually, and always. Ok. Ok. Rồi, thế thì chúng ta có never là không bao giờ, là 0%. Ok. Và cái mức độ nó sẽ tăng dần. Never là không bao giờ. Rồi chúng ta có sometimes. Sometimes là gì? Là thỉnh thoảng. Là cũng có nhưng không có nhiều, là thỉnh thoảng, đúng không? Thì cái mức độ nó khoảng 25%. Yes. Often. Often. Chúng ta có từ often là thường. Là thường. Often có hai cách đọc trong đây, thì người ta đọc là often và có cách đọc thứ hai là often. Ok, thôi bây giờ chúng ta đọc là often giùm cô đi. Thì ở đây nếu often thì nó tăng lên khoảng thường thì khoảng 50%, và usually, usually là nó thường hơn cả thường nữa, trong tiếng Việt của mình dịch là thường thường, thì nó khoảng 75%. Ok, và các em thấy I always là luôn luôn, thì always luôn luôn có nghĩa là chỉ cái thói quen là 100%. Thế thì các em hỏi cô ơi, những cái từ này nó sẽ khác nhau về ý nghĩa như thế nào, thì cô vừa giải thích cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có hiểu được cái ý nghĩa chưa? Ok, khi chúng ta nói về thói quen thì đây là những trạng từ chúng ta sẽ có cái khuynh hướng sử dụng rất là thường xuyên. Never, không bao giờ. Ok, sometimes, thỉnh thoảng. Often, thường. Usually, thường thường. Và always là luôn luôn. Và bây giờ cô xin mời chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút xíu về cái cách đọc của các từ always từ trên xuống dưới. Chúng ta xem giùm cô, nhìn vào ký tự phiên âm này để đọc cho đúng. Chúng ta sẽ nhấn cái âm tiết thứ nhất o, tròn cái môi vào o ways. Ok, và nhớ tận cùng của chữ always, trong cái chữ viết nó có âm S, các em phải nhớ xì Z ra giùm cô nha. Always. Yeah, chúng ta có từ usually thì nó hơi khó một chút xíu. Usually, thì chúng ta sẽ phát âm từ usually này như thế nào đây? Ok, giờ u, chúng ta có âm R. Usual. Usually, ok? Usually, chúng ta có thể nói là đây là 4 tiếng. 4 tiếng chúng ta nhấn chỗ chữ usually. Và cái chữ O này chúng ta có thể chọn phát hoặc không phát. Đôi khi chúng ta nói usual rồi O nhẹ thôi, qua ly luôn. Hoặc là chúng ta nói usually thì nó cũng ra như vậy ha. Và quan trọng là chúng ta nhấn cái chỗ chữ díu giùm cô rồi đọc lại coi usually. Yes, okay. Always. Very good everyone. So, cái từ often này chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Okay, off. Off. Yes. For fun. Ở đây nó có âm ơ nè các bạn. Often.
Nhấn chỗ chữ off giùm cô. Often, often là thường, nó nhẹ hơn usually. Yes, okay. Và chúng ta có, you know, usually, always, often. À, chúng ta có từ sometimes, từ này nha. Người lớn học xong vẫn sai. Cô muốn những ai mới bắt đầu học tiếng Anh, đặc biệt là các em nhỏ, đừng phát âm sai cái từ này. Đừng có nói sometimes, sometimes nha. Cái từ này là sometimes. Cô sửa hoài, cô mệt quá à. Nên thành ra mỗi người tự học phải biết tự sửa giùm cô cái chữ này. Sometimes thì chúng ta nhấn cái chữ thứ nhất. Cái âm tiết thứ nhất thì sờ ớ sớm mà sầm, sắc sấm. Ok, thờ I time mà times. Và tận cùng, cái chữ sometimes này thì nó có S thì chúng ta xì Z cho giùm cô nha. Sometimes, sometimes. Rồi, bây giờ cô xin mời chúng ta nghe và lặp lại. Always, always. Usually, usually. Often, often. Sometimes. Rồi bây giờ chúng ta bôi hết ký tự phiên âm nha. Nhìn lên đây đọc giùm cô được không? Always, always. Always, always. Usually, usually. Often, often. Sometimes, sometimes. Never, never. Thì đây là những từ gọi là trạng từ, chỉ tần suất chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều khi chúng ta nói về chủ đề là giao tiếp. À, chủ đề là về thói quen hàng ngày. Và bây giờ chúng ta quay lại bức hình này, chúng ta sẽ có những cái động từ, những cái hành động hàng ngày. Chúng ta có brush. Brush là đánh răng. Brush là động từ đánh. Đánh brush. Brush. Thì cái từ brush này chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Br. R. Bấm môi lại. Br. Br. Ơ. 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 Brush. Mọi người đọc với cô xem. Brush. Đúng rồi, phải cong lưỡi lên nha. Brush. Yes, brush. Yes, okay. Brush, brush. Okay, right, brush. Rồi bây giờ nè, cái chữ cái răng của mình á, cái răng của mình á, cái chữ này nó rất là nguy hiểm, tại vì nếu chúng ta phát âm sai thì nó ra nghĩa là tầm bậy đó. Nên thành ra là cái chữ teeth, các em đọc đúng giùm cô nha. Bây giờ dễ lắm. Bây giờ chỉ cần tra phiên âm mà nó ra cái từ này nè, các em cố gắng nói giùm cô. Ha, các em nói cái từ này đúng là tiếng Anh của các em nó rất là chuẩn luôn á. Rồi chúng ta xem nè. Cái răng là từ teeth á. Chúng ta đi khám răng hoài đúng không? Chúng ta có t, t, t. Rồi âm y dài nè. Yes. Chúng ta có t. T, 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 t. Rồi. Rồi chúng ta đưa cái lưỡi ra. Rồi. Lưỡi để giữa hai răng thổi ra âm thờ. Teeth. 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 Rồi. Đánh răng của tôi thì chúng ta sẽ nói là brush my teeth. Brush my teeth. Very good everyone. Đánh răng của tôi là brush my teeth. Brush my teeth. Very good. Chúng ta có usually do morning exercise. Chúng ta biết usually rồi, chúng ta biết morning rồi, chúng ta có từ exercise chắc cũng không có ai mà không biết đâu. Exercise có nghĩa là bài tập thể dục vào buổi sáng, đó gọi là exercise. Trong trường hợp này, để cô ghi phiên âm cho chúng ta đọc chuẩn lại một lần nữa nha. Chúng ta sẽ nhấn ở chỗ chữ ek. Ok, rồi. Nè, ek, ek. Exercise. Exercise. Exercise, ok. Nhớ chỗ chữ size tận cùng, chúng ta phát ra âm Z giùm cô ha. Đọc lại 3 tiếng. Exercise, exercise, exercise. Rồi cùng đọc với cô. Tập thể dục buổi sáng. Do morning exercise. Do morning exercise. Yes, very good. Rồi chúng ta có thường nấu, nấu bữa ăn tối. Chúng ta có often là thường, cô mới giảng rồi, cô đúng không? Cook dinner. Yes, cook, cook là nấu. Động từ nấu là cook. Chúng ta đọc cook như thế nào? Cook, cook, cook. Yes, chúng ta đọc coi cook. Cook, yes, ok. Và chúng ta có bữa tối thì ai cũng biết đúng không? Dinner, yes, very good. Rồi mọi người đọc giùm cô từ này nha. Cook dinner. Cook dinner. Yes, very good everyone. Rồi chúng ta có thỉnh thoảng xem TV. Sometimes watch TV. Sometimes watch TV.
Yes, very good everyone. So cô xin mời cả lớp chúng ta cùng nghe và lặp lại. Always brush my teeth. Usually do morning exercise. Often cook dinner. Sometimes watch TV. Very good everyone. Nếu mà học trên YouTube thì lúc này bấm dừng lại và đọc chừng nào chuẩn rồi hãy xem tiếp nha. Và bây giờ chúng ta hãy xem mẫu hai bạn nhỏ này nói như thế nào trước khi chúng ta thực hành nói theo giống như vậy nha. Page. Ok, right. Bây giờ ví dụ như cô hỏi buổi sáng bạn làm gì thì cô sẽ hỏi như thế nào? What do you do in the morning? Yes. Cô hỏi buổi trưa bạn thường làm gì thì cô sẽ hỏi như thế nào? What do you do in the afternoon? Yes. Cô hỏi buổi tối bạn thường làm gì? What do you do in the evening? Yes, very good. Nếu cô chỉ vào bức hình A thì các em sẽ nói như thế nào? I always brush my teeth. Cô chỉ vào bức hình B thì các em sẽ nói như thế nào? I usually do morning exercise. I often cook dinner. I sometimes watch TV. Và bây giờ chúng ta thực hành nha. Cô chỉ vào bức hình và các em ở nhà đó, ba mẹ có coi cùng con không? Coi con nói theo nha. Và nếu nói được thì comment hay quá giùm cô. Bây giờ cô hỏi các em trả lời. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I usually do morning exercise. What do you do in the afternoon? I often cook dinner. What do you do in the evening? I sometimes watch TV. Very good everyone. Nếu học một mình trên YouTube thì bấm dừng lại, mẹ hỏi con trả lời và tương tự. Con hỏi, mẹ trả lời, được không? Đây là chúng ta nói theo mẫu. Bây giờ chúng ta nói thật thông tin của chúng ta xem. Bây giờ hãy áp dụng kiến thức mà cô vừa dạy. Chúng ta hãy, cô cho các em 2 phút và đừng đi đâu cả. Các em hãy làm bài tập giùm cô. Các em hãy trả lời cho cô 3 câu. Là vào buổi sáng, các em làm gì? The morning. Và buổi trưa các em làm gì và buổi tối các em làm gì? Các em trả lời bao nhiêu câu trong cái bình luận? 3 câu. 3 câu, không comment từng câu nha, tại vì cô muốn đọc cái câu trả lời một lượt của các em. Yes. Và khi các em trả lời thì các em dùng I, sau đó các em dùng sometimes, often, usually hay là always, tùy theo thông tin thật của mình. Rồi, các em có thể nói về hoạt động của mình. Rồi, cô xin mời chúng ta hãy cùng nhau làm thực hiện cái phần này nha. Yes, okay. Very good everyone. So now let's continue. Rồi, phần này nhớ phải làm bài tập giùm cô nha. Và chúng ta vừa học về từ vựng, chúng ta vừa học về ngữ pháp và chúng ta vừa nghe. Bây giờ chúng ta sẽ luyện nghe xem chúng ta sẽ nghe được cái gì nha. Và chúng ta sẽ nghe về những cái gì chúng ta vừa học. Ở đây chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 4 people. Chúng ta có 4 người. Và 4 người này họ sẽ nói về thói quen của họ. Chúng ta coi cái bạn màu vàng này á, các bạn mặc áo vàng ở số 1 này là bạn nào vậy? Bạn nam. Number 1 is nam. Yes. And number 2, các bạn mà mặc áo xanh lá cây này là bạn gì? Là bạn Quân. Yes. And bạn nữ mặc áo đỏ này là bạn gì? Bạn Mai. Và bạn tóc vàng này là bạn Linda. Chúng ta hãy xem coi là ba bạn này được hỏi và họ sẽ nói về cái thói quen nào. A là đang làm gì? Chạy. B là chạy xe đạp. C là tập thể dục. Thì coi là nam sẽ nói về A, B hay là C nha. Read books
read a book, do homework, or listen to music. Ok, còn bạn Mai này, bạn chơi cái gì đây? Table tennis, hay là badminton, hay là volleyball? Và bạn Linda này, bạn watch TV, bạn listen to music, hay là bạn, you know, use the internet? So we listen and tick, right? Chúng ta sẽ nghe và tick vào đáp án đúng. Page 13, activity 4. Listen and tick. 1. What do you do after getting up, Nan? I always do morning exercise. 2. What do you do in the afternoon, Gwen? I usually do my homework. 3. What do you do after school, Mai? I often play badminton. 4. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. Yes, number 1, C. Correct. Number 2, B. Correct. Number 3, B. And number 4, A. Đây là đáp án. Bây giờ ai chưa nghe được thì bắt buộc phải nghe lại. Bây giờ cô cho nghe lại lần nữa nè. Page 13, activity 4. Listen and tick. 1. What do you do after getting up, Nam? I always do morning exercise. I always do morning exercise. 2. What do you do in the afternoon, Gwen? I usually do my homework. I usually do 3. My homework. What do you do after school, Mai? I often play badminton. I often play badminton. 4. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. I sometimes watch TV, okay? Rồi, chúng ta cùng xem phần lời và, you know, các em có thể đọc lại ha. Rồi, what do you do after getting up, Nam? Làm gì sau khi thức dậy vậy, Nam? I always do morning exercise. Luôn làm bài tập. What do you do in the evening, Quân? I usually do my homework. What do you do after school, Mai? I often play badminton. What do you do in the evening, Linda? I sometimes watch TV. Okay, very good. Okay, cần thiết thì bấm dừng màn hình lại và đọc lại cái đoạn hội thoại ở trên để luyện phát âm, luyện lưu loát và cho cái tai mình nó nghe tốt các em nha. Very good. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc một chút xíu. Yes, chúng ta sẽ luyện đọc một chút xíu. Okay. Read and complete the answers. So we have five words. Chúng ta sẽ có 5 từ mà các bạn cần phải điền vào. Like, do, TV, play, usually. Number 1, từ nào? Number 2, từ nào trong hợp? 3, 4, and 5. 30 giây, bắt đầu. Rồi, cô xin mời chúng ta cùng đọc lại nha. Hi, my name is Nam. Every morning I get up early. I do morning exercise, have breakfast, and then go to school. After school, I usually do homework with my classmates. Then I often go to the sports center and play football. In the evening, I sometimes watch TV. I like watching films after dinner. Yes, và đoạn này nói gì đây? Xin chào, tên của tôi là Nam và every morning, vào mỗi buổi sáng, tôi thức dậy sớm và tôi tập thể dục buổi sáng, do morning exercise. Ăn điểm tâm và sau đó, and then là và sau đó, đó đi đến trường, after school và sau giờ học vào buổi trưa đấy. Tôi thường làm bài tập với bạn cùng lớp với tôi, classmates. Sau đó, then là sau đó, tôi thường đi đến cái trung tâm thể thao và play football, chơi đá banh. Và buổi tối thì tôi thỉnh thoảng xem TV và tôi thích xem phim sau khi mà tôi ăn cái bữa tối. Thì đây là nội dung mà của Nam nói. Nên chúng ta có thấy cái câu nào mà nó gắn liền với giống với cái thói quen của chúng ta thì các em cũng có thể ngắt nó ra, ghi xuống và học thuộc để mình nói.
Được không? Yes. Đó, mình học là mình phải bắt chước như vậy. Và bây giờ cô cho chúng ta 2 phút. Chúng ta 2 phút để bắt chước cái bạn nam này ghi một chút về thói quen hàng ngày xem các em ghi được không. Có một cái bài hát mà cô thấy nó cũng rất là hay. Let's sing together. Chúng ta hãy cùng hát nha. Và trước khi chúng ta hát thì bây giờ chúng ta nghe nó hát rồi chúng ta có nhận ra cái giai điệu của bài hát không các em nha. Page 13, activity 6. Let's sing. This is the way we do things. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. Yes. Và bài này nếu như mà các em muốn hát được thì chúng ta phải phát âm chuẩn một số từ. Và bây giờ cô sẽ dịch nghĩa trước cho chúng ta. Và sau đó thì cô sẽ hướng dẫn một số cái từ phát âm như thế nào. Và các em có thể tự hát lại rất là dễ luôn. Ok. This is the way we do things là cái tựa đề của cái bài hát này. Đây là cái cách, the way là cái cách, we tụi tôi đó, do things làm những cái điều này, làm những cái thứ này đây. This is the way, đây là cái cách, ví dụ như cô nói this is the way I eat, đây là cái cách tôi ăn như vậy. This is the way that I brush my teeth, tôi đánh răng như thế này nè, thì this is the way là như vậy. This is the way we chúng tôi brush our teeth. Chúng ta có our là của chúng tôi, của chúng ta, và our nó sẽ là tính từ sở hữu đứng trước danh từ. Ví dụ như răng của chúng tôi thì sẽ là our teeth. Và cái our này khi mà chúng ta nói nhanh á thì chúng ta chỉ nghe là áo mạnh thôi, nghe rất là nhẹ. Nên thành ra các em nghe trong cái bài hát này các em sẽ nghe là our. Yes. Chúng ta có áo rồi chúng ta có và bình thường là các em không có nói tại vì các em nói nó dài như vậy thì mình thì các em sẽ không có nghe được tiếng Anh, mà đó là our. Áo mạnh, nhẹ thôi. Our teeth. Right. This is the way we brush our teeth. Our teeth. This is the way we brush our teeth so early in the morning. Chúng ta có so early là rất là sớm vào buổi sáng. Các bạn này nó cũng dễ hát nên cô hát thử cho các bạn xem. Early là sớm, chúng ta nhấn chủ chữ er. So early kéo dài ra. So early in the morning. So early in the morning. Right. Ở đây chúng ta có rửa mặt. Wow, là chúng ta học được một cái cụm từ mới là rửa mặt nữa nè các em. Chúng ta có động từ là wash. Wash là rửa mặt. Chúng ta có shh, cong lưỡi lên nha. Wash là rửa. Were a wash, a wash. Wash, wash, wash. Our face. Mặt là face. Chúng ta đọc sao? F-A-F-A-C-E. So face. Say ra. Wash our face. Our face. Wash our face. This is the way we wash our face so early in the morning. This is the way we eat our food. Chúng ta có eat là y dài nha. Các em nhớ kéo dài mi ra. Eat our food. Âm u dài nha. Food chu mỏ ra. Food. This is the way we eat our food. Eat our food. Eat our food. This is the way we eat our food so early in the morning. Yes. Ok, dễ hát không? Thế thì chúng ta sẽ rất là tự tin chúng ta phát âm nếu như mà mình biết được cái cách phát âm đó, đúng không?
Đó, đang học với cô trên YouTube thì bấm dừng để luyện đọc hết mấy cái từ này xong rồi mình mới hát được nha. Thì chúng ta sẽ qua lesson number 2 và mẫu câu mà các em sẽ thấy trong cái bài ngày hôm nay đó là mẫu câu How often do you? How often? Để cô dịch nghĩa đen cho chúng ta nha. How nè là như thế nào, còn often là thường. Cô giảng hôm trước rồi, thường như thế nào, thường như thế nào là nghĩa đen. Nếu như trong tiếng Anh một người hỏi chúng ta một câu là how often, thì câu hỏi how often đó là người hỏi muốn biết về cái mức độ thường xuyên của chúng ta như thế nào đối với một hoạt động. Và how often là câu hỏi chúng ta sử dụng hỏi để cho những cái câu trả lời nó sẽ là à, mỗi ngày, luôn luôn, thường, không bao giờ. Nó là những cái câu trả lời dành cho câu hỏi how often. Thế thì how often trong tiếng Việt của mình dịch sao cho dễ hiểu nè, bạn thường như thế nào? Ok, và đầu tiên thì cô xin mời chúng ta hãy nhìn vào bốn bức hình sau đây. À, chúng ta nhớ là hai bạn nhỏ này tên gì không? Bạn này tên gì? Bạn này tên Nam. Bạn Nam này, bạn tên Nam nè. À, người Việt Nam. Và bạn tóc vàng này, bạn tên gì? Đây là trường quốc tế nên you know, học sinh Việt Nam nước ngoài rồi học chung với nhau ạ. À? Ok, bạn tóc vàng này bạn tên là Linda. Chúng ta hãy xem là Nam và Linda nói chuyện gì với nhau. Và trước khi cô giải thích về ý nghĩa thì chúng ta thử nghe. Chúng ta thử nghe thử để chúng ta hiểu xem là hai bạn nhỏ này nói gì với nhau nha. Rồi bây giờ cô xin mời tất cả chúng ta cùng tập trung để theo dõi chúng ta sẽ nghe cái gì và có từ mới hay không. Page 14, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. What are you doing, Linda? I'm surfing the internet. B. What are you looking for? I'm looking for some information. C. What kind of information are you looking for? It's for my English project. D. How often do you come to the library? Once a week. Shh, I'm busy. Ok, rồi chúng ta thấy là sao? What are you doing, Linda? Câu này dùng hiện tại tiếp diễn. What are you doing? Linda ơi, bạn đang làm gì vậy? Linda trả lời, I'm surfing the internet. Tôi đang lướt internet, tôi đang lướt web, tôi đang lướt internet, tôi đang truy cập internet. Và chúng ta thấy có động từ lướt web á, lướt website á, thì cái từ này chúng ta hay sử dụng đó là từ surf. Và chúng ta nhớ là từ surf, các em nhớ viết dùm cô chính xác nha. Đây là mặt chữ là dùng cho lướt internet, surf là động từ. Nên khi sử dụng hiện tại tiếp diễn, chúng ta sẽ sử dụng to be là I am, I'm cộng với verb in là I'm surfing. Và chúng ta sẽ đọc cái từ surf này như thế nào, âm S nè. Âm ơ chúng ta kéo dài ra đọc sâu vô các em. Và tầng cùng chúng ta là âm F. Ok. Rồi, chúng ta cùng đọc sâu vô và cuối cùng chúng ta tầng cùng là âm F giùm cô nha. Rồi cô xin mời mọi người surf. Yes. Rồi, từ internet thì chúng ta sẽ nhấn ở chỗ chữ in. Internet. Internet. Surf the internet. Internet thì lúc nào chúng ta cũng có phía trước chữ chữ the, chúng ta đọc là the, bởi vì internet là đầu tiên là âm nguyên âm e. Surf the internet. Yes, okay. Tôi đang lướt web, tôi đang surf the internet. Rồi, bạn Nam mới hỏi tiếp, đang tìm cái gì mà lướt web? What are you looking for? Chúng ta có cụm động từ là look for, có nghĩa là tìm kiếm. Và cái cụm này cũng rất là phổ biến các em. Nếu mà chúng ta sử dụng cái từ tìm kiếm thì chúng ta dùng cái từ là look for. Look for. Ok, rồi. Chúng ta chú ý giùm cô nha. Look for cái gì đó. Look for something. Look for something. Look for tìm kiếm cái gì đó ha. Rồi, chúng ta có từ look ha. Âm u nhẹ thôi các em. Look for. Look for. Look for something. What are you looking for? Bạn đang tìm gì vậy? Và Linda nói, I'm looking for some information. Chúng ta có information là thông tin. Information. Chúng ta nhấn vào chỗ chữ mấy nha. Information.
information là thông tin. I'm looking for some information. Rồi bạn nam mới hỏi tiếp là what kind of information are you looking for? Bạn nam mới hỏi tiếp, oh, what kind of? Chúng ta có kind là loại. What kind of là loại nào của thông tin mà bạn đang tìm kiếm? What kind of information are you looking for? Oh, bạn đang tìm kiếm cái loại thông tin gì vậy? Okay, so Linda mới nói, it's for my English project. Chúng ta có it's for là nó cho, English là a project là, you know, like cái dự án. À, nếu mà chúng ta dịch cái từ project trong từ điển tiếng Việt thì chúng ta sẽ thấy là nó có chữ là dự án. À, nhưng mà project chỉ đơn giản là một cái công việc, một cái project mà chúng ta đang làm cho cái môn tiếng Anh, một cái nhiệm vụ, một cái kế hoạch mà chúng ta đang làm cho môn tiếng Anh, có thể là bài tập thuyết trình, có thể là một cái post quảng cáo, hay là một cái dự án cho cái bộ môn tiếng Anh English project. Okay, right, it's for my English project. Yes, right. Bạn nam mới hỏi tiếp, how often do you come to the library? Cái library là ai cũng biết hết là, oh, bạn thường tới đây, tới cái thư viện này thường như thế nào? Và Linda nói là once a week. Once a week. Chúng ta có once là một lần, a week là một tuần. So once a week là một tuần một lần. Và ở đây chúng ta có once, chúng ta nói em s luôn, once a week. Once a week. Yes. Thì đó là ý nghĩa của toàn bộ cái bài mà chúng ta vừa được nghe. Chúng ta cùng đọc nhanh lại những từ mới các em nha. Rồi. Surf. Surf. Yes. Look for. Look for. Once a week. Once a week. The internet. Very good. So, khi các em có thời gian trên YouTube học lại thì bấm dừng cái video và tự ngồi đọc lại cái đoạn này cho đến khi mình phát âm chuẩn và mình hiểu được là mình đang nói gì nha. Yes, very good. Và từ cái đoạn này chúng ta đã hiểu nghĩa rồi, chúng ta thấy từ mới rồi, chúng ta nhìn vào bức hình đi, chúng ta thấy cái câu nào? Chúng ta thấy cái câu nào mà Nam nói? How often do you come to the library? How often do you come to the library? Bạn thường đến thư viện thường như thế nào? Chúng ta dùng how often để hỏi về cái sự thường, cái tần suất mà một người nào đó làm một cái hoạt động gì đó. Và để cho các em hiểu hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu vào hoạt động luyện nói sau đây. Và chúng ta lại xuất hiện những từ vựng mới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng học thêm từ vựng mới cho cái hoạt động luyện nói này nha các em. Rồi. Chúng ta xem, chúng ta có bốn cái hoạt động này. Chúng ta xem là ở bức hình A, chúng ta có hoạt động gì? Study with a partner. Chúng ta có study with a partner là học với một người bạn đồng hành. Partner ở đây có người, có nghĩa là người bạn đồng hành. Nếu chúng ta nói về tình yêu á, thì partner có nghĩa là vợ, là chồng, là người yêu. Còn chúng ta nói về học tập thì partner có nghĩa là người bạn học cùng với mình á, là partner. Yes, study là học, ai cũng biết rồi. With đưa cái lưỡi ra, with. With đưa cái lưỡi ra thì chúng ta sẽ dễ nói hơn á. With, các em đưa lưỡi ra xem with. Đúng rồi, with. Right, partner. Partner, chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Part, apart. Partner, right, chúng ta cùng nói xem. Partner, partner. Yes, so partner. Study with a partner là học với một người bạn. Yes, so chúng ta xem nè. Go to the library là đi đến thư viện. Go to the library là đi đến thư viện. Yes, chúng ta có go fishing là đi câu cá. Go fishing, câu cá, go fishing. Rồi chúng ta có chạy xe đạp tới trường thì mình xem nè. Ride a bicycle to school. Yes, ride, ride, ride. Yes, và từ ride nó tận cùng là âm đ, nên chúng ta nói qua âm ờ luôn. Ride, ride a bicycle to school. Ride a bicycle to school. Yes, okay. Rồi, ở phía cái vế phía sau là những cái cụm từ
mà chúng ta sử dụng để chúng ta trả lời cho câu hỏi how often, thường như thế nào, thì chúng ta có là every day, làm mỗi ngày. Every day, làm mỗi ngày. Yes. Chúng ta có một lần một tuần, once a week. Các em nhép theo. Once a week. Yes. Chúng ta có một tháng một lần, một lần một tháng. Once là một lần á. Once a month. Chúng ta nói cái chữ once, âm s qua âm ờ luôn. Once, once a month, tận cùng có âm thờ. Chúng ta đưa lưỡi ra, once, once a month, once a month, once a month, once a month. Okay, good. Rồi, học trên YouTube thấy khó quá thì bấm dừng lại để đọc chừng nào được thì thôi nha. Okay, very good everyone, once a month. Yes, rồi ở đây chúng ta có là hai lần một tuần, twice. Twice là hai lần, twice. Once nó bằng nghĩa với one time, một lần. Twice nó bằng nghĩa với two times, mình nói là twice, ok? Twice. Chúng ta sẽ nói twice như thế nào là t. T, w, t, w, ice. Ok? Twice. Twice a week. Twice a week. Twice a week. Right. Cô xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại các cụm từ chỉ về tần suất, về thời gian nha. Every day. Every day. Once a week. Once a week. Once a month. Once a month. Twice a week. Twice a week. Yes, very good. Again, study with a partner. Study. Go to the library. Go to the library. Go fishing. Go fishing. Ride a bicycle to school. Ride a bicycle to school. Yes. Chúng ta nhìn vào hai mẫu câu mà hai bạn nhỏ này đang hỏi. How often do you? Bạn thường như thế nào? Thì nếu mà cô chỉ vào bức hình A, cô sẽ hỏi, oh, how often do you study with a partner? Bạn thường học với một người bạn đồng hành của mình thường như thế nào? Oh, I study with a partner every day. I study with a partner every day. Tại vì ngày nào cũng đi học. Nếu mà còn đi học thì mỗi ngày đều học với một người bạn ngồi kế bên, đúng không? I study with a partner every day. Bức hình A mình sẽ trả lời như vậy. Câu B mình sẽ đặt câu hỏi như thế nào? How often, các em nhái theo, các em đọc theo. How often do you go to the library? Oh, thường đi thư viện bao nhiêu lần? Như thế nào? I often go to the library once a week. Tôi thường đi đến thư viện một tuần một lần. Bức hình B. Bức hình C. How often do you go fishing? Thường đi câu cá như thế nào? I often go fishing once a month. How often do you ride a bicycle to school? I ride a bicycle to school twice a week. Đó là câu trả lời. Rồi cô xin mời chúng ta cùng nghe những cái từ vựng này các bạn nói trước khi chúng ta thực hành nha. Page 14. Activity 2. Point and say. How often do you study with a partner? I study with a partner every day. A. Study with a partner every day. B. Go to the library once a week. C. Go fishing once a month. D. Ride a bicycle to school twice a week. Okay, yes.
Rồi, nếu mà học trên YouTube thì các em bấm dừng và lặp lại dùm cô trước khi chúng ta tiếp tục nha. Và bây giờ cô chỉ vào bức hình A, cô hỏi và các em trả lời như phần cô vừa hướng dẫn. How often do you study with a partner? I study with a partner every day. How often do you go to the library? How often do you go fishing? I go fishing once a month. How often do you ride a bicycle to school? I ride a bicycle to school twice a week. Yes. Thế thì bây giờ các em đã hiểu được là cái cách trả lời câu hỏi khi một người nào đó đặt câu hỏi thường như thế nào. Chúng ta dùng mẫu câu how often và thì hiện tại đơn nên chúng ta sử dụng là do you, sau đó chúng ta cộng với động từ, được không nào? Yes. Và các em có thể thực hành với bạn của mình hoặc là phụ huynh thực hành với con, hỏi và trả lời. Tiếp tục nha. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành nói về những cái gì chúng ta đã học. Talk about your daily routine. What do you do in the morning, in the afternoon, in the evening? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? I always, I usually, I sometimes, I never. Or, you know, thì cô trả lời như thế nào đây? For example, sáng thì tôi luôn luôn đánh răng thì mình nói làm sao? I always brush my teeth in the morning, okay? Các em tự trả lời giùm cô xem nhớ bài không? I always brush my teeth in the morning. And, you know, what else? Còn gì nữa? Do morning exercise. Nói thông tin đúng với sự thật của mình. Và chúng ta làm exercise. Tập thể dục buổi sáng. You know, what else? Or have breakfast. Okay. Ăn sáng nè. Chúng ta nhớ những cái hoạt động trong lesson 1 chúng ta đã học không? Have breakfast and always get up early. Ai có câu trả lời khác không? Đây là buổi sáng. Và tương tự như vậy, buổi trưa các em làm gì? I usually, you know, listen to music, watch TV, play football. In the evening, I sometimes, or I always, I usually cook dinner. Okay? Yes. Very good. Và câu hỏi thứ hai là câu hỏi mà chúng ta vừa được học. How often do you go to the cinema? Chúng ta sẽ nói như thế nào? I sometimes go to the cinema. Okay, I sometimes go to the cinema. Hoặc là I go to the cinema twice a week, twice a month. Or I never go to the cinema. Okay, how often do you go swimming? Chúng ta sẽ nói là I go swimming 3 times a week, okay? 3 times a week. Nếu mà 3 lần một tuần thì chúng ta sẽ trả lời là 3 times a week, okay? Một lần thì là once, 2 lần thì là twice. Bắt đầu 3 lần thì chúng ta nói là 3 times, được không? Right, how often do you surf the internet? Cái này thì bây giờ là quá thường rồi, thì mình nói làm sao? I surf the internet every day. Yes. Và đó là phần hướng dẫn của cô. Yes, đây là phần bài tập của các em. Và phần này chúng ta có thể bấm dừng để chuẩn bị viết ra câu trả lời, check ngữ pháp, check phát âm và đọc đi đọc lại cho đến khi cô hỏi: "Hey, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening?" Hoặc là "How often do you go to the cinema? How often do you go swimming? How often do you surf the internet? How often do you study English with your partner? How often do you go to the library? How often do you go fishing?" Thì các em phải trả lời được. Ok, cool. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện nghe một chút xíu nha. Chúng ta sẽ nghe bốn cái bạn này nói về các hoạt động thường ngày của mình. Chúng ta xem đầu tiên là bạn mặc áo đỏ, bạn tên gì đây? Bạn này là bạn tên Mai. Bạn đang ở đâu đây? Đang ở trong siêu thị. Đúng không? Đẩy chiếc xe trong siêu thị. Rồi, bạn Mai đang trong siêu thị. Bạn Mai đi trong siêu thị, bạn Mai đi làm gì vậy? Chúng ta có từ gì? Đi trong siêu thị là go shopping. Đúng rồi.
Bạn Nam đang ở đâu đây? Bạn Nam đang ở trong lớp học, đúng không? Bạn Nam ở trong lớp học có nghĩa là bạn Nam đang học bài, đang have lessons, đúng không? Rồi. Bạn Linda đang làm gì đây? Ở trên có từ project là cái dự án, chắc là bạn đang làm bài tập cho một cái dự án, một cái nhiệm vụ mà giáo viên môn tiếng Anh cho. Ok. Và bạn Quân này, bạn đang ngồi trước màn hình, bạn đang chơi gì đây? Chơi game. Chơi game trên máy vi tính thì chúng ta có cái từ gì? Play computer games. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái cuộc hội thoại. Một người hỏi và một người trả lời. Một người hỏi và một người trả lời. Và người trả lời đó là bốn bạn này đây. Họ sẽ nói về hoạt động của họ. Và chúng ta sẽ nghe được những mẫu câu mà chúng ta đã được học rồi, nên các em sẽ nghe được. Chúng ta nghe, chúng ta đánh số thứ tự của những cái cuộc hội thoại mình nghe được. Ví dụ như cuộc hội thoại đầu tiên mình nghe đó là cuộc hội thoại về Linda, thì mình đánh số 1. Tương tự như vậy, số 2, số 3 và số 4 là đáp án nào? Are you ready? Sẵn sàng chưa? Activity 4. Listen and number. 1. What do you do in the morning, Nan? I usually have lessons at school. How often do you have Vietnamese? I have it every day. 2. What do you do in the afternoon, Linda? I always do my homework, and I also work on my English projects. How often do you work on the projects? Usually once a week. 3. Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. How often do you play them? Once a week. At the weekend. 4. Do you like shopping, Mai? Yes, I do. I like it very much. How often do you go shopping? 3 times a week. Yes. So we have number 1, đoạn hội thoại nào chúng ta nghe đó là B, đó là bạn Nam nói trước. Number 2, đó là nói về Linda đang làm cái dự án tiếng Anh, English project. And number 3, nói về bạn Quân. Ok. And the last one, number 4. Number 4A. Chúng ta nghe lại một lần nữa, các em sẽ thấy rất dễ hiểu. Và nghe lại lần này, ngoài việc theo thứ tự thì các em còn phải nghe rõ một chút xíu là họ nói về cái gì nữa nha. Page 15. Activity 4. Listen and number. 1. What do you do in the morning, ma'am? I usually have lessons at school. I usually have lessons. How often do you have Vietnamese? How often do you have? I have it every day. I have it every day. You understand? 2. Yes, good. What do you do in the afternoon, Linda? What do you do in the afternoon? I always do my homework. I always do. And I also work on my English projects. And I also work on my English projects. How often do you work on the projects? How often do you work on the projects? Usually once a week. Usually once a week. 3. Do you like playing computer games, Gwen? Yes, I do. How often do you play them? Once a week at the weekend. Once a week at the weekend. 4. Do you like shopping, Mai? Yes, I do. I like it very much. How often do you go shopping? 3 times a week. Rồi, chúng ta nghe có hiểu hết không nào? Và đây là phần nghe mà chúng ta vừa được nghe. Các em có thể bấm dừng video và đọc đi đọc lại các đoạn này để hiểu chính xác các bạn nhỏ này đang nói cái gì. Và có thể đóng vai một người hỏi, một người trả lời. Phụ huynh có thể giúp giùm cô cho đến khi mình hiểu và phát âm chuẩn nha. Và chúng ta sẽ có thể nghe hiểu tốt nếu chúng ta nói càng ngày càng nhanh và càng ngày càng lưu loát và rõ chữ. Ok, được không? Right, very good everyone. Chúng ta chúc mừng các em đã làm đáp án chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện viết một chút xíu. Và chúng ta sẽ viết về những gì chúng ta đã được học. Chúng ta học từ vựng, chúng ta học ngữ pháp, chúng ta đã học đọc và chúng ta đã học nghe. Bây giờ chúng ta viết đi. Viết này cô dành cho các bạn. Trả lời câu thứ nhất.
What do you do in the morning? Buổi sáng làm gì? What do you do in the afternoon? Buổi trưa các em làm gì? Các em có thể sử dụng always, usually, sometimes, okay? Do you go to bed early in the evening? Câu này có nghĩa là gì? Có thường đi ngủ sớm vào buổi tối hay không? Number 4. How often do you watch TV? Thường xem TV như thế nào? What do you do in the morning? Nếu mà cô thì cô sẽ nói là I always get up early, have breakfast, I always get up early, have breakfast, and do my homework, chẳng hạn. And do my homework. Có ai có câu trả lời đúng không? Có câu trả lời giống không thì bắt chước. Do my homework. Câu này có nghĩa là gì? À, tôi luôn luôn thức sớm và tập thể dục và làm bài tập. Từ always này các em có thể thay đổi bằng sometimes, usually hoặc là often tùy theo thông tin thật sự của mình. Yes. What do you do in the afternoon? You know, I sometimes listen to music. I sometimes listen to music. Okay. Các em có câu trả lời khác thì mình trả lời khác nha. Đây là cô cho câu mẫu, sometimes có thể thay đổi. Nếu mà không listen to music thì các em có thể ghi là watch TV. Do you go to bed early in the evening? Có đi ngủ sớm không? Có đi ngủ sớm không? Nếu mà có đi ngủ sớm thì là yes I do. Okay. Và mình nói thêm là ô tô thường đi ngủ lúc 10 giờ chẳng hạn. I usually. Có thể thay đổi nha. Có thể thay đổi cái từ chỉ tần suất sometimes, often gì đó. Cô giảng hôm trước rồi. Go to bed at, ví dụ như 10 p.m. vào 10 giờ tối. Yes. Thì là đi ngủ sớm thôi đúng không? How often do you watch TV? Có xem TV như thế nào? Nếu mà các em mỗi ngày các em đều xem hết thì các em có thể nói là I watch TV every day. Hoặc là I watch TV 3 times a week. 2 times a week, okay? Hoặc là I don't watch TV, okay? Yes, trả lời theo thông tin thật sự của mình. Đây là phần bài tập của chúng ta. Yes. Được không? Và tất nhiên các em cố gắng trả lời cho nó dài nhất có thể, sử dụng những cái gì mà mình đã được học rồi. Right. Và phải dừng lại cái video này và chuẩn bị thật kỹ. Để bây giờ cô kiểm tra, giáo viên kiểm tra, giáo viên hỏi hey, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? And how often do you watch TV? Và bốn câu hỏi này cô đã dạy rất kỹ trong bài này và bài số 1. Nếu học xong thì phải vận dụng làm được cái này thì mới nói được. Đúng không các em? Và phần này là phần game. Chúng ta hãy chơi game một chút xíu nha. Trong đây chúng ta sẽ có 10 từ vựng. Chúng ta có crossword puzzle, có nghĩa là hàng dọc, hàng ngang, những cái hộp này nó sẽ là từ vựng. Ở những cái màu xanh dương ô ô như vậy là nó không có chứa chữ. Chữ sẽ nằm ở những cái ô trống màu trắng. Đó là những chữ nó gắn liền với những cái bức hình. Bức hình thứ nhất, nó hơi nhỏ nhưng mà chúng ta zoom cái màn hình lại, chúng ta xem giùm cô nha. Ở đây có là cô bé này, cô đang mặc đồ vô. Sáng sớm mà mình thức dậy, mình mặc đồ, mình chuẩn bị, mình đi học đó. Thì chúng ta có từ vựng gì? Số 2, chúng ta thấy một cô bé đang nấu ăn. Và cái đồng hồ chỉ là 5:30 tối. Chúng ta có tụm từ gì? Và chúng ta có hình số 3 là một cô bé đang ngồi ăn. Và đồng hồ chỉ là 11 giờ trưa. Là từ gì vậy? Và chúng ta có bức hình số 4 là một em bé đang, you know, làm bài tập. Yes. Chúng ta kiểm tra lại từ vựng các em nha. Và phần số 5, một em bé đang đi vào trong nhà và phía sau là mang cái cặp là đi học về đúng không? Yes.
Và số 6, chúng ta thấy một em bé đang ở trên giường ngủ. Yes, number 7, một bạn nhỏ này đang ngồi và nghe nhạc. Number 7, number 8, một bạn nữ ngáp rời khỏi giường. And number 9, một bạn nhỏ cấp sắp đến trường. Chúng ta có number 1, mọi người get dressed. Chuẩn bị đi học, mặc đồ vô đó, mặc đồ vô đàng hoàng. Ví dụ như mình đi học mình phải get dressed. Nó là cụm từ. Get dressed là mặc đồ lên cho đẹp, cho chỉnh chu. Mình đi đám cưới mình phải get dressed. Mình đi đến những cái nơi nào cần sự trang trọng thì mình phải get dressed. Mình đi ra ngân hàng hay là trường học mình phải get dressed. Yes, and we have number 2, cook dinner. Cook dinner. Chúng ta cùng ôn lại từ vựng nha. Yes. And number 3, chúng ta có ăn trưa thì mình có từ là have lunch. Yes. Chúng ta có have lunch. Yes, and we have number 4. What is number 4? Làm bài tập về nhà là gì các em? Yes, do homework. Do homework. Yes, and what is number 5? Đi học về là đi học về. Yes, chúng ta có cái gì? Go home. Về nhà. Go home. Về nhà. Yes, number 6. Yes, number 6 là gì? Đi ngủ, đi lên giường ngủ. Buổi tối đi ngủ, chúng ta có gì? Go to bed. Yes, go to bed. And number 7, chúng ta có nghe nhạc. Đúng rồi, listen to music. Listen, các em đọc theo nha. Listen to music. Yes. And number 8, what is number 8? Chúng ta có thức dậy. Get up. Yes, and we have number 9. What is number 9? Chúng ta có đi học là đi đến trường, về nhà là get home, đi học là go to school. Đúng rồi. Đây là những cụm từ rất phổ biến đối với các em một người học mới bắt đầu. Không thể nào mà không biết được hết á. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cái cách phát âm một chút xíu nha. Để các em đọc đúng giùm cô. Get dressed. Dress này chúng ta sẽ phát như thế nào? Dressy ra xem. Và nó có ed ở phía cuối thì chúng ta sẽ đá cái chữ t, chữ t lên. Dressed. Ok, nhớ nha. Có nghĩa là mặc đồ vô đi học đó. Get dressed. Get dressed. Right. Everybody listen and repeat. Mọi người ơi, chúng ta cùng nghe và lặp lại nha. Get dressed. Yes, very good. Cook dinner. Have lunch. Yes. Do homework. Yes. Go home. Yes. Go to bed. Listen to music. Get up. Go to school. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ ôn lại các trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ chỉ tần suất là gì các em? Các bạn, trạng từ chỉ tần suất là những từ chúng ta sử dụng trong thể hiện tại đơn khi chúng ta muốn nói về thói quen or daily routine. Ok, đó là những từ chúng ta học rồi. Luôn luôn, always, thường, rất là thường, usually. Nhẹ hơn cái sự rất thường đó là thường, often. Và thỉnh thoảng thôi, đôi khi thôi, sometimes. Đây là những cái trạng từ chỉ tần suất. Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là frequency adverbs. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là những từ chỉ tần suất lặp đi lặp lại. Và những cái từ chỉ tần suất này nó thường xuất hiện trong những cái câu hỏi hỏi về thường như thế nào. Hỏi về thường như thế nào đó là how often. How often thường như thế nào, ok? Và những cái từ trạng từ chỉ tần suất này á thì chúng ta sẽ là những từ có hai âm tiết always. Chúng ta cùng ôn lại nha. All. Các bạn nhấn mạnh vô giùm cô all, nhấn chỗ dấu sắc always. Always, ok? Và usually, usually, ok? You, you, all,
usually. Nhấn chỗ u, usually, usually. Yes, okay. Và chúng ta có từ often. 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 Yes. Và từ sometimes. Okay. So, a sớm, a sometime, I time, a times. So, times. Sometimes. Sometimes. Okay. Rồi, đây là những từ có hai âm tiết, có hai tiếng. Nên đảm bảo chúng ta phải nói ra hai tiếng giùm cô nha. Và chúng ta nhấn chỗ chữ always, on, chữ you, chữ off và chữ sấm nha. Rồi, cô xin mời mọi người chúng ta nhớ phát âm cuối giùm cô nha. Yes. Always. Always. Luôn luôn. Usually. Usually. Yes. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Học trên YouTube thì bấm dừng đọc lại những từ này giùm cô cho nó phát âm chuẩn nha. Very good everyone. Và bây giờ chúng ta có những cái câu ví dụ nói về cái thói quen hàng ngày của mình. Nó có chứa những cái từ chỉ tần suất. Các em xem number one. Chúng ta có I always get up early. Chúng ta có từ get up. À, các em ơi, chúng ta có get up là thức dậy đúng không? Và khi chúng ta nói nhanh thì cái âm T này nó nói qua chữ up. Thì chúng ta nói là get up hoặc là get up. Thì chúng ta nói nhanh là get up, nói theo tiếng Mỹ là get up, ok? Get up, ok? Và từ early thì nó là sớm, chúng ta nhấn vào chỗ chữ kéo dài âm er ra, early là sớm. Get up early là thức dậy sớm, ok? Rồi đọc cùng với cô nha. I always get up early. Yes, very good everyone. Chúng ta nhìn vào câu thứ hai, chúng ta có ăn tối là have a dinner. Ăn tối ở nhà, at home. Have a dinner at home. Tôi thường ăn tối ở nhà. I usually have dinner at home. Cô xin mời mọi người chúng ta đọc lại. I usually have dinner at home. Yes, very good. Rồi chúng ta có đi ngủ là go to bed. Go to bed. Đi ngủ sớm là go to bed early. Tôi thường đi ngủ sớm, không có thường lắm mà thường thường theo kiểu là often. Rồi cùng đọc lại nè. I often go to bed early. Yes, very good. Rồi chúng ta nhìn câu cuối cùng. Chúng ta có sometimes. Nhớ cái chữ sometimes là chúng ta có âm Z nha. Rất là nhiều anh chị lớn tuổi, lớn học lâu năm mà cứ sometimes không. Sometimes chúng ta có đi bơi, go swimming. Vào chủ nhật, on Sundays. Khi chúng ta nói về thứ thì các em sử dụng giới từ on giùm cô nha. Chúng ta sử dụng Sunday sâu nhiều bởi vì chúng ta nói là những cái chủ nhật thì tôi thỉnh thoảng tôi đi bơi vào những cái chủ nhật. Các em có câu nào mà trùng khớp với những câu này không thì mình có thể bắt chước để mình nói về bản thân của mình nha. Ok, rồi đọc lại nè. I sometimes go swimming on Sundays. Very good everyone. Và nếu như học trên YouTube thì các em bấm dừng và đọc lại những câu này giùm cô. Và bây giờ cô xin mời các em và tất cả các bạn đang xem chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng lặp lại những trạng từ chỉ tần suất và những câu chứa trạng từ chỉ tần suất khi chúng ta nói về chủ đề thói quen hàng ngày. Page 16, Lesson 3, Activity 1. Listen and repeat. Always. Always. I always get up early. I always get up early. Usually. Usually. I usually have dinner at home. I usually have dinner at home. Often. Often. I often go to bed early. I often go to bed early. Sometimes. Sometimes. I sometimes go swimming on Sundays. I sometimes go swimming on Sundays. Very good everyone. À, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần nghe. Chúng ta vừa nghe xong những cái từ trạng từ chỉ tần suất. Thì cô xin mời mọi người chúng ta nghe bốn cái câu này và chọn đáp án thích hợp. Right, are you ready? Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Page 16, Activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. 1. I always go to bed early. He often plays football after school. 3. She usually goes shopping.
Sundays. 4. We sometimes go camping at the weekend. Rồi bây giờ chúng ta cho đáp án luôn nha. Number 1, A. Number 2, B. Number 3, A. And number 4, B. It's very easy, right? Very easy, rất là dễ. Và các em cho cô biết những từ always, sometimes, usually, often nó đứng như thế nào so với động từ thường? Nó đứng trước động từ thường hay là nó đứng sau động từ thường? Đúng rồi, nó đứng trước động từ thường. Chúng ta có là always, rồi xong chúng ta mới có động từ là go. Chúng ta có sometimes thì chúng ta có động từ là play, đúng không? Nó đứng trước động từ thường. Nhớ cái vị trí giùm cô nha. Rồi, ở đây các em có để ý là thì hiện tại đơn nó có cái gì khác không? Chú ý câu số 2 và câu số 3. Câu số 2 động từ nó làm sao vậy các em? Động từ câu số 2 thì động từ người ta thêm s vào. Tại sao? Bởi vì thì hiện tại đơn mà chủ từ là he á, thì các em phải thêm s vào. Lúc này các em đọc là he plays football. Đúng không? Rồi. Cái này là học mà không để ý là phát âm không có chuẩn. Rồi, chúng ta thấy là động từ go, nhưng mà khi đi với she thì chúng ta thấy go thêm es vào. Chúng ta thêm thì chúng ta đọc là goes, goes. Nó chỉ có he, she, it thôi. Ngoài ra thì I, you, we, they, những cái chủ từ này, động từ, chúng ta giữ nguyên, chúng ta không có thêm gì hết. Như là I go nè, we go nè, động từ giữ nguyên, không có thêm gì hết. Ok không? Rồi, bây giờ cô xin mời chúng ta nghe và lặp lại tất cả các câu này. Mở miệng lên, đọc lớn lên giùm cô nha. Page 16, activity 2. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. Rồi, đọc lớn lên giùm cô nha. 1. I always go to bed early. I always go to bed early. 2. Đọc lớn lên. He often plays football after school. He often plays football after 3. School. She usually goes shopping on Sundays. She usually goes shopping 4. On Sundays. We sometimes go camping at the weekend. We sometimes go camping at the weekend. Yes, very good everyone. Học trên YouTube thì bấm dừng và sau đó lặp lại những câu này giùm cô nha. Yes, very good everyone. Và bây giờ chúng ta xem cái bài hát này. Chúng ta nhép lại để hâm nóng lại những gì chúng ta đã được học nha. Let's chant. Trước khi chant cùng điệu nhạc thì cô xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại theo cô để hiểu ý nghĩa nha. Và đây là chúng ta sử dụng hiện tại đơn nói về sự thật, là sự thật về thói quen hàng ngày. Do you? What do you do in the morning? In the morning. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do after getting up? Sau từ after là chúng ta sử dụng verb ing. What do you do after getting up? I usually go to school. How often do you go to the library? I go there once a week. Once a week. How often do you play computer games? I play them every week. Rồi, ở đây có từ này cô nói luôn nè, computer games là you know, những trò chơi trên máy vi tính. Thì nó là số ít hay số nhiều? Ở đây chúng ta có thêm s, có nghĩa là nó số nhiều. Nó số nhiều thì khi nó làm tân ngữ, giống như vị ngữ trong câu không đứng đầu câu, thì mình không có nói là I play it, mà số nhiều của it sẽ là them. Và them lúc này là computer games đó các bạn. Ok? Rồi, cô xin mời mọi người chúng ta cùng nghe và nhép theo điệu nhạc. Let's chant. Page 16, activity 3. Đọc lớn lên. Let's chant. What do you do in the morning? 1, 2, 3, 4. What do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do after getting up? I usually go to school. How often do you go to the library? I go there once a week.
computer games. I play them every week. Ok, chúng ta hiểu nghĩa hết không nào? Đã dạy rất là kỹ rồi nên phần này không có dạy lại nữa nha. Và bây giờ chúng ta cùng qua tiếp theo phần read and answer. Chúng ta cùng luyện đọc nha các bạn. Và đây là nói về Hoa. Hoa đang làm gì vậy? Hoa đang làm gì? Hoa đang ngồi trước máy vi tính. Đúng rồi. Và máy vi tính hay TV ta? Hình như là TV. À, TV, đúng rồi. Và Mai đang xem cái chương trình gì vậy? À, Mai đang xem chương trình English for Kids. Chương trình tiếng Anh dành cho trẻ em. Chúng ta có từ kids là trẻ em. Và bây giờ cô xin mời cả lớp chúng ta cùng đọc câu hỏi để xem chúng ta sẽ chuẩn bị trả lời câu hỏi gì nha. Number one. What does Hoa do in the morning? Là Hoa làm gì vào buổi sáng? Number two, what does she do after school? Và cô ấy làm gì sau giờ học? After school là sau trường, là sau giờ học, học xong rồi đó. Number three, what TV program does she watch once a week? Chúng ta có once a week là một tuần một lần, là one time a week. TV program, chúng ta có program là chương trình TV. TV program. What TV program does she watch once a week? Number four, how often does she go shopping? Và, you know, Hoa thì thường đi shopping như thế nào? Okay, everyone, so number one, can you tell me what does Mai do in the morning? Yes, chúng ta thấy được đây. Trong cái câu đầu tiên, she usually goes jogging. She usually goes jogging. Chúng ta có từ go jogging là đi tập thể dục mà. Đây nè. Chúng ta có jogging. Chúng ta cùng đọc từ này cho đúng nha. Chúng ta xem phiên âm thì chúng ta sẽ thấy cái từ này nó được phiên âm là chờ o cho sắc chó g-i-g-n-g-i-n. À, và chúng ta đọc được là jogging. Cô xin mời mọi người đọc theo cô nha. Jogging. Jogging. Go jogging. Go jogging. Yes. So go jogging có nghĩa là một cái hoạt động chạy bộ mà kiểu như chạy chậm 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 như vậy để mình tập thể dục, đó được gọi là go jogging. So thế thì Hoa buổi sáng thì Hoa thường chạy bộ. She usually goes jogging. Yes, very good. So number two, what does she do after school? Sau giờ học thì Hoa làm gì? Chúng ta thấy ngay câu thứ hai đây. After school, she usually does her homework. Yes, very good. After school, she usually does homework. Very good. Number three. What? Đó, các bạn thấy không? Có rất là nhiều em nhỏ mà đã học tiếng Anh rồi thì qua cái chương trình của sách giáo khoa nó rất là nhẹ. Nên các em nói nó dễ, nhưng mà những em mà chưa học thì chắc chắn thấy nó khó. Ok? Nó là như vậy. Và cái mức độ của sách giáo khoa thì nó chỉ làm tới cái mức là hiểu và ứng dụng sơ sơ thôi. Nó là như vậy. Ok? Right. What TV program does she watch once a week? Chúng ta chia sẻ giùm cô nha. Right. Chúng ta có câu gì đây? She vậy đây. She watches English for Kids once a week. Đúng rồi. Đó là câu trả lời cho câu số 3. How often does she go shopping? Yes, chúng ta thấy câu cuối nè. She goes shopping twice a week. Hai lần một tuần. Chúng ta có từ twice là hai lần. Twice a week. Right. Được không? Và ở đây các em chú ý giùm cô, khi chúng ta hỏi về Mai thì sao cô nói rồi? Động từ. Coi động từ. Khi nói về Mai nè, go thì nó sẽ là goes. Động từ ride là lái xe đạp á. Thấy người ta thêm s không? Đó. À, do homework thì đối với Mai thì sẽ là does homework. Play badminton đối với Mai sẽ là plays badminton. Cook đối với Mai sẽ là Hoa chứ, cooks dinner. Và xem TV, watch
Thì khi mà nói về ngôi thứ ba, nói về Mai hoặc là Nam thì là watches TV, được không? Khi mà nói về đi siêu thị, đi shopping, go thì nó sẽ thành goes. Đó. Nên quý phụ huynh và các em chú ý, và giáo viên chú ý cái phần này, để cho các em nhỏ có được cái thói quen phải phát âm chính xác những động từ khi chúng ta nói về he, she. Thì lúc đó tiếng Anh cơ bản của mình nó mới bén, nó mới hay, và người ta mới ngưỡng mộ mình khi mình nói. Ok? Very good everyone. Yes. Đây là phần đọc. Nếu mà các em đọc và trả lời đúng thì cô chúc mừng các em là đã hiểu được cái kỹ năng đọc về daily routine. Còn nếu như đọc không hiểu thì chúng ta bấm dừng và chúng ta đọc lại giùm cô ha. Right. Very good everyone. Yes. So let's continue. Now let's practice writing. Chúng ta hãy practice writing đi. Chúng ta có 5 câu và bây giờ cô xin mời cả lớp chúng ta cùng tham gia vào hoạt động viết về thói quen của mình. Sử dụng 5 câu trên này. Rồi, chúng ta có 2 phút. Ví dụ như cô sẽ nói là my name is Lan. Okay. In the morning, vào buổi sáng thì cô làm gì? Các bạn có thể nói theo những cái mà mình muốn nói về bản thân mình. Ví dụ, cô chỉ ví dụ thôi nha. Vào buổi sáng thì tôi luôn luôn thức dậy sớm. I always get up early. Phải. Thức dậy sớm rồi làm gì nữa? Tập thể dục buổi sáng. Do morning exercise. Hai bài trước học rồi nha. Ai mà không biết thì coi như chưa học bài. Do morning exercise. Have breakfast. Ăn sáng. Have breakfast. Xong rồi chạy xe đạp tới trường. Bây giờ mình không có chạy xe đạp tới trường, mình học online, nhưng mà bây giờ mình để dành cái câu này đi. Đối với cái hoạt động cuối cùng thì chúng ta sẽ kết thúc bằng từ and then, và sau đó ride bicycle and then ride bicycle to school. Lái xe đạp tới trường có nghĩa là chạy xe đạp đi học đó. Yes. Đó là buổi sáng. That is my morning. So how about in the afternoon? What do you do in the afternoon? Các em comment, các em viết theo cô nha. In the afternoon. So in the afternoon, I usually do my homework and watch TV. I usually, các bạn có thể dùng usually, always, sometime, tùy theo sự thật của mình. I usually watch TV and then... Sorry, I usually do my homework. Do my homework. I usually do my homework. And then watch TV. That is my morning. How about you? Còn các bạn thì sao? Và vào buổi tối thì các bạn làm gì? In the evening. Okay, ai vậy đây? Tôi làm sao? Bây giờ cô cho một cái ví dụ nha. Vào buổi tối thì tôi thường học tiếng Anh online với Miss Lan đi chẳng hạn, đúng không? Tôi thường xem video của Miss Lan đi chẳng hạn. In the evening I usually, hoặc là thấp hơn thì ghi often, I usually watch Miss Lan video chẳng hạn. Tôi thường xem video của Miss Lan chẳng hạn. Các bạn có câu trả lời khác thì các bạn có thể comment vào giùm cô, được không? Right. Và cái câu cuối cùng là cái câu tự do cho mình muốn ghi gì cũng được hết. Bây giờ mình nói là tôi thường học tiếng Anh online 3 tuần một lần đi, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? I usually study English online with Miss Lan. Chúng ta dùng tần suất bao nhiêu lần trong một tuần? 3 times a week, 3 lần. 3 times a week. Còn nếu mà ai một lần là once a week, 2 lần là 2 times a week. Ở đây là phần ví dụ của cô cho các bạn, và các bạn có thể có câu trả lời riêng cho mình nha. Okay, so my daily routine. My name is Lan and in the morning, I usually get up early, do morning exercise, have breakfast and then ride my bicycle to school.
And in the afternoon, I usually do my homework and then watch TV. In the evening, I usually watch Miss Lan's video, and I often study English online with Miss Lan 3 times a week. Ok, đó là cái phần viết của cô. Thế thì khi mà các bạn đã viết xong, các bạn xem chỉnh sửa ngữ pháp, đọc đi đọc lại và luyện phát âm, sau đó học thuộc cái đoạn này. Để khi ai đó hỏi bất chợt một câu nào liên quan đến những chủ đề mình đã được học rồi, thì tự nhiên mình sẽ nói được. Đó. Cái chìa khóa của việc phản xạ nói tiếng Anh đầu tiên phải là học thuộc lòng. So, học thuộc lòng là bước đầu tiên để bắt đầu giỏi tiếng Anh. Là bước đầu tiên chứ không phải là điểm kết thúc. Bước đầu tiên để bắt đầu có thể phản xạ được tiếng Anh. Nên ai mới bắt đầu mà cứ nói là tại sao không phản xạ được, tại vì đâu có chịu học bài đâu. Ok rồi, các em có làm phần này không? Học trên kênh YouTube, bấm dừng giùm cô và chuẩn bị phần này cho đến khi chúng ta, you know, cảm thấy lưu loát nha. Và nếu như bố mẹ dạy cho các em phần này, hoặc là giáo viên dạy cho các em phần này xong, thì sẽ có một hoạt động cho chúng ta, hoặc các em có thể tự thực hiện, đó là phỏng vấn hai người bạn cùng lớp của mình về cái thói quen của họ. Và chúng ta sẽ có cái bảng như thế này. Cái bảng này nó bao gồm phỏng vấn hai bạn, thì chúng ta sẽ có hai ô, 1, 2. Giáo viên và phụ huynh có thể kẻ ra một cái bảng như thế này và thực hành nhiều lần. Và chúng ta có cái câu What does she or he do in the morning? She or he có nghĩa là cái người mà mình hỏi đó. Okay. Right. What does he or she do in the afternoon? What does he or she do in the evening? Yes, được không? Rồi bây giờ ví dụ như cô sẽ hỏi bạn Hoa và bạn Mai. Hello Hoa, how are you? What do you do in the morning, Hoa? Hoa trả lời, oh, in the morning I have breakfast, do morning exercise and go to school. Okay, and then cô sẽ ghi vào, you know, have breakfast, do morning exercise and go to school. Cô ghi chú như vậy, không cần cả câu, miễn làm sao cô ghi được cái đáp án của bạn của cô nói ở đây. Và tiếp tục như vậy, cô hỏi Hoa là, oh Hoa, how about in the afternoon? Hoa, what do you do in the afternoon, Hoa? Hoa mới nói, in the afternoon, after school, I usually do homework. Oh, do homework. And then, cô mới ghi vào đây là do homework. Và tương tự như vậy, cô tiếp tục hỏi Mai. Mai, Hoa, what do you do in the evening? Và cô nghe Hoa trả lời, cô ghi vào đây. Và các em thực hành với hai người bạn, hoặc là hơn hai người bạn. Ok, so that's it for today, everyone. Cô cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Và đừng quên follow cái lịch livestream tối 2-6 chủ nhật, bắt đầu lúc 8:30, cô sẽ lên dạy. Và còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn muốn thật sự nghe hiểu và giao tiếp được tiếng Anh thì các bạn có thể đăng ký khóa học online của cô trực tiếp tại website misslanenglish.com hoặc inbox trực tiếp tại fanpage Miss Lan Huỳnh English Language Coach để được tư vấn chi tiết từ A đến Z và chọn lựa khóa học phù hợp với năng lực và điều kiện hiện tại. Trẻ em, người trưởng thành, người lớn tuổi đều có thể chọn được một lộ trình phù hợp tại misslanenglish.com. Hiện tại lộ trình của cô bao gồm 7 khóa dành cho người mất gốc, học lại từ đầu, có thể xây dựng kiến thức nền vững chắc, ứng dụng vào đời sống thực tiễn để giao tiếp, phục vụ cho công việc, du học, du lịch, định cư thì lấy bằng chứng chỉ IELTS, TOEIC. Các bạn có thể gọi vào hotline 0907 405 003.